Có rau chưa mẹ? Đọt kim cang à. Vậy chào cả nhà. Thì hôm nay gia đình có khách, cho nên là đang chuẩn bị bẻ rau rừng để mình làm đổ bánh xèo để mình đãi khách đó cả nhà. Rau chát hả? Dưới đâu mẹ? Cho quá. Cái này nó mèo à. Sau khi Di với Nan đưa mẹ ổ về lại Thái Lan thì Di với Nan cũng về lại Việt, về lại Phú Quốc rồi nghỉ ngơi. Thì cái đây là khách, đây là đoàn khách của tour, đi tour bên Duy cả nhà, đi chơi rồi sẵn ghế nhà chơi luôn, có mấy bà chị ông anh. À, hiện tại thì mẹ Di và bé Nam đang lặt rau, rau rừng. Ủa này giống cá chậu. Cái này là lốt à, là lốt. Để chuẩn bị làm mấy rau rừng này kết hợp với xà lách ở ngoài chợ nữa ha mẹ. Để mình ăn với bánh xèo. Mẹ nói cái này đi, không có cắn ham khỏi tự chắc nó đọt non, nó đọt kim cang. Một xíu là anh Tiến sẽ dẫn khách qua đây, cũng là khách bạn của Duy, cũng là khách bên anh Tiến đi tour, thì hai anh em làm chung với nhau. Rau rừng nhìn ngon ha, rau rừng này mà ăn với bánh xèo nhức nách luôn. Ở ngoài chợ không có bán đâu con. Ủa mẹ, chợ nó bán nó già già không à. Mày làm nước mắm gì vậy? Dạ. Nước mắm cay cay nha. Ý vậy? Thôi đừng có cay, đừng có cay, đừng có cay. Quên lộn. Đừng có cay. Mẹ ổ về rồi. Mẹ ổ về rồi. Nhưng mà nước mắm chưa hết. Hello, chào cả nhà đã trở lại với kênh Unisa. Dạ, hôm nay ở nhà của Unisa rồi. Làm bánh xèo đại khách. Thì đây mẹ đang đổ bánh, bộ bánh xèo em vô phụ mẹ nha. Bây giờ hôm nay làm gì vô? Con có bọc rau đó, con đổ vô trong cái vỏ luôn đi con. Nè, rau kìa, bỏ vô vỏ luôn. Đúng rồi. Bỏ chung. Đúng rồi. Làm thịt cầm luôn. À, cái nồi này mình đổ được bao nhiêu cái bánh này mẹ? 20 cái không? Không, tự 30 mấy, gần 40 cái á. Vậy hả? Ừ. Vậy là mình đổ nửa nồi được rồi. Đổ nồi được rồi. Hứa với chị Linh á, chừa lại 2 chùm cốc cho chị Linh để chị về chị ăn, với lại có mấy cái trái ổi nữa một xíu là cho chị bẻ luôn, với lại một xíu nữa gì với Nen đưa mấy anh chị đi ra ngoài vườn xoài á, lượm xoài cả nhà. Ổi nhà Duy nha, cho bà bự á. Thích chưa đây nè. Thích chưa đây, cốc nhà Duy còn 2 chùm. Hai chùm này một xíu Di lấy về đãi khách. Đó. Có 2 chùm thôi. Này già lắm rồi. Đợi à, ngon mà. Ngọt, nó ngọt. Nó ra bông mới nè cả nhà. Ra bông mới nè. Em thử đổ đi em. Em đổ thử một cái. Thử đổ một cái. Trời ơi, mẹ chưa có làm. Mẹ mai không ở đây làm sao? Phá à? Phá. Lộn có không có chi? Nếu lộn không có chi ha. Bao nhiêu muỗng á? Một muỗng thôi. Đúng rồi. Rồi. Quay. Rồi, đúng rồi, đúng rồi. Quay mẹ mà đi mẹ đi. Lẹ. Rồi, chán đi. Chơi luôn, bỏ vô. Mày cho làm đó. Rồi, em chán cái chảo. Em chán xung quanh. Chảo nóng chưa vậy? Chưa nóng. Chảo chưa nóng đó. Chết rồi, chảo chưa nóng rồi sao hả? Mẹ. Chào cho nắm cái này có nhèo nhèo nè. Ừ. Nhèo nhèo. Con để đi, con để cho nó nóng đi vậy cái này có say. Em để cho nóng đi, em để cho nóng đi em. Nóng mà sao nãy được. Mà tao su luôn đúng không mẹ? Su là cái này mà cho đẹp, hoa giòn đó mẹ nó. Ừ. Giờ để nó. Cái này ăn dầu rồi. Lòng không có gì, lòng là hầm nữa. Lòng lòng là hầm, hầm cái gì lòng lòng là giỏi danh lắm.
học cái gì lộn lộn, học cái gì sai sai. Học cái gì sai sai là có giỏi danh lắm cả vợ. Mình sai thì mình làm lại cho đúng. Đúng rồi. Cái rổ rau ăn bánh xèo uy tín không cả nhà? Mẹ, cái này mình giỏi nửa nửa mấy mẹ, làm nửa nửa. Mẹ muốn để cho đẹp. Nó rau rừng. La lót, rau salad, rau rừng. Bây giờ là Duy với gia đình đang tranh thủ đổ trước bánh xèo. Đổ được cái nào hay cái đó, đổ để sẵn này rồi khi mà một xíu mấy anh chị đến thì có ăn liền. Một xíu mấy anh chị đến thì Duy và anh em sẽ dắt cho mấy anh chị tham quan khu vườn rồi đi lượm xoài, đi lượm sabo, đi bẻ đu đủ đi. Và trong thời gian đó là mẹ đổ được một mớ rồi, cái mình vô mình ăn. Duy cái này cũng bự rồi. Duy bự, mấy cái. Ăn xong rồi con đưa mấy anh chị đi tắm suối. Đi liền, ăn xong rồi. Ăn xong là tầm chắc 1 giờ, ăn xong 1-2 giờ đi tắm suối. Tắm đại tranh thủ về, đi về, tối qua đây nữa, tối qua đây lại nữa nha. Tối ăn đồ nướng. Lúc đi nãy là bắt đầu mẹ đi mua chuột, mẹ đi chọn. Anh Tiến có thịt heo lần này, thì mẹ mua chuột đi, nếu mà không có chuột tính tiếp. Không có làm gì, nấu gì? Ăn, nướng ăn. Nếu không có chuột thì mẹ mua cánh gà. Không chuột thì tính tiếp, không chuột là làm gì, mẹ phèo nướng được không? Thôi mấy bữa giờ anh mấy anh chị ăn đi tour ăn hải sản. Ăn hải sản ngán rồi, ngán hải sản. Mà chưa ăn sò quạ. Mẹ ăn rồi. Ăn hết rồi. À, mấy hôm nay là Di với anh Tiến tại vì vậy, cái này là Di với anh Tiến làm có làm tour du lịch á. Thì đưa mấy anh chị đi chơi đi đây đó. Thì nếu mà quý cô chú anh chị nào mà muốn đi Phú Quốc mà đi chơi á thì có thể đặt vô bên Duy thì sẽ làm việc trực tiếp với anh Tiến sẽ tư vấn từ vé đặt khách sạn rồi thiết kế cho mình đi chơi, mình muốn đi đâu đi đó, mình muốn đi chơi như thế nào thì anh Tiến sẽ thiết kế. Thì một xíu là Duy sẽ gặp anh Tiến, xíu anh Tiến đem khách đưa khách qua nè, một xíu là Duy sẽ chạy ra ngoài đưa khách vô nữa. Rồi cái gì Duy sẽ để cái số điện thoại lên đây cho quý vị, anh chị nào muốn đi tour thì liên hệ để bút vé. Bỏ đâu? Chưa, để cho nó nóng. Bánh xèo. Thơm ngon. Bây giờ mình đi ra cái vườn xoài, mình không bẻ xoài mà mình lụm xoài, mình rung cây sa bô vỏ lọt xuống mình lụm. Đi hái cây đi con. Nghe đâu rồi ta? Cây xoài chín cây lạ lắm. Trời chỉ mưa, ảnh gom áo vô rồi. Không, coi thời tiết là bữa nay không có mưa. Nước. Nước. Rồi đây nè, mọi người, ông tiến đâu. Rồi, đây là hai anh em làm tour thì có nhiều người cô chú anh chị liên hệ á, nhưng mà tại vì sợ bị lừa, sợ không tin á, tại đây có ở đây là bằng chứng sống luôn, vô hai anh em làm tour. Thì nếu mà cô chú anh chị nào muốn đi tour của Duy ở Phú Quốc á thì cứ liên hệ với ảnh, một xíu là Duy để số điện thoại trên đây đó, cà phê trên đây, cứ liên hệ với anh Tiến, hai anh em làm chung nhau, anh Tiến sẽ tư vấn từ A đến Z, là bút vé, đặt khách sạn rồi lên lịch trình cho mình đi chơi theo ý mình muốn. Okay. Rồi bây giờ mình đi lượm xoài, mình kéo mấy cháu đi lượm xoài đi. Khoan, mấy anh đâu vậy? Hả? Bên anh chị luôn kia. Đây nè, chúc mặt cái bọc trời ơi, chùa Bích Kỳ. Bên đây là chùa Bích Kỳ. Nhiều con mà lấy cái bọc chứ gì? Trời ơi, nhiều lắm. Rồi, giờ đi con. Đi con. Có chân tôm không ạ? Tự nhiên cái chị bữa nay chị xuống cái chị kéo vòng kìa. Kệ chị. Hồi nãy là nắng luôn. Hồi nãy nắng luôn chị lên xuống kéo vòng dần kìa. Dễ sợ bà này. Ủa, gió nhiều rồi á, nhiều xài rất nhiều. Rồi, bây giờ mình tản ra mình lượm xài nha. Tản ra luôn hả? Tản ra. Cái xài nó ăn sao? Tại vì gió thổi là nó sẽ lột. Hôm nay ăn buffet trái cây xài. Trái cây xài. Đúng rồi. Xài. Anh đi ngồi đâu nữa? Ở đây. Nhìn đây là nó kiểu như
nó có mưa nó có gió lạ lưỡi lụng à. Nè chị thấy không? Nè chị thấy không? Nó rụng nè nhưng mà bị gà mổ rồi. Bị gà mổ. Mình tranh thủ. Gì vậy? Đâu? Ý kia đây nè 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 nè. Đây nè, đây nè. Đây nè. Một trái xoài. Ủa. Bị gà mổ. Bị gà mổ rồi. Bị mổ rồi, bị mổ rồi. Chín luôn hả? Dạ nếu không có chín. Dạ nếu mà nóng kìa, nóng kìa. Chạy 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 nóng nè. Nhiều rồi nãy. Nè nè nè. Wow. Nó bị mổ nè. Không nè nè chín nè. Nè ngon lắm nè chín này nè. Nè. Lộn cái chanh nè. Đặt nó luôn đi cho nó chín luôn. Dạ nhiều lắm trời nè. Đây nè. Thơm cả nhà. Ở đây nhiều lắm. Lên thơm quá thơm à, thơm thơm cái này ngon. Ừ thấy không có rồi xài cái này khó nhỏ ăn gì nhỏ ăn tìm ăn khó lắm. Có mày cờ tao dây ơi quay lại cho thấy rồi luôn nè. Dạ đây nè, đây nè em quay nè, em quay lên lên YouTube luôn chị, lên chị coi luôn à, chị em dẫn luôn chị nó dẫn luôn nghe chị nói cho nè 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 sao sao chị thơm 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 thôi giờ mình chạy qua mình mà lụm sa bu chị sa bu sa bu sao bu có nữa. Rồi, kẹp kẹp vô em đó mày. Đó, cẩn thận. Giờ đi qua đựng sao bu này chị. Bây giờ bé Nan sẽ bé Nan sẽ kiểu như là sẽ hướng dẫn cho mình lụm sao bu nha. Rồi nè. Được rồi, làm đi. Cái cây này nó mục, cái cây này nó mục. Không, không phải, dạ xin lỗi. Không được, yêu em bự lắm. Biết rồi, càng nữa đâu. Ngon chị. Ngon, hợp lý. Hộp ăn tại chỗ. Chính tay ăn ngoài nha. Ngon. Đừng qua kia kìa. Qua kia luôn vậy. Thầy thấy rồi. Không tiêu rồi. Cái này nó chiếm lên thầy chứ. Kìa, kìa, ổng kìa, ổng kìa. Thới lắm rồi sao. Ổng nhìn trên. Mình đi lượm xong mình vô bẻ đu đủ rượu trái cây á cho em cho mọi người bẻ. Mọi người bẻ trải nghiệm cảm giác đó. Cái cốc của tao mày ơi. Đó quá. Có cốc kè ổi. Vô bẻ cốc bè ổi luôn nha. Ở đây là Phú Quốc nha mọi người chứ không phải miền Tây nha. Rồi đây nè. Cái cốc này đi về chợ đó. Cốc gỗ. Nè, đi mày cốc chị kìa chị lên. Anh đi vô cái chùa. Chùa đó giúp bẻ ăn đồ bánh vuốt có sẵn luôn. Có mình vuốt luôn. Bây giờ mọi người ơi, đây là cốc Phú Quốc nha mọi người. Cốc này á em chừa cho chị Linh á cũng mấy tháng trời. Cốc dạ, này là chừa cho chị Linh nè. Nó già rụng. Già hơn 6 tuổi của bả nữa. Rụng nữa nè. Mày à, mày nói đâu già hả? Rồi, cái này là cốc Phú Quốc chứ không phải là cốc miền Tây nha. Bây giờ Di sẽ bẻ cho chị Linh với chín luôn nè chị. Sao để chị Linh bẻ? Được rồi, được rồi. Hai trái luôn. Chín luôn. Hỏi nè. Còn trái nữa. Bẻ luôn đi. Bẻ cho mấy người mọi người ăn. Trời đây có một chùm nữa nè em. Ờ, bẻ đây, bẻ nguyên chùm mới đi. Bẻ luôn nha con. Ờ, bẻ hết. Còn nó kìa, chị muốn bẻ hết không? Bẻ hết luôn đi. Anh ơi cho em con dao anh. Nhỏ. Bẻ luôn hả? Rồi nó vàng. Nó vàng. Thu đi để lại lá vàng. Đòn ta đi để lại muôn vàng nỗi đau. Dễ thương quá à. Nè. Ôi giời ơi. Bạn ngồi rồi, vui quá. Cái này là vui quá, vui rồi. Không, đi giữa chị ơi, không sao. Còn chùm nữa. Nè nè, còn một chùm nữa. Bây giờ chia xe đưa mọi người đi ra cái cây đu đủ. Nó có mấy cái chín á. Bẻ cho mấy chị, mấy anh chị bẻ. Còn một chùm nữa, còn một chùm nữa. Ngồi đây cho mát, ngồi đây đi. Mọi người ơi, đi bẻ đu đủ. Đủ kìa, nó chín luôn mà. Bây giờ ai có đem ăn đu đủ không nè? Cái này đủ chín cây luôn á. Muối ớt rồi. Tí giờ. Có muối ớt luôn. Chị Linh, chị Linh. Em quyên quyên để đủ không? Để đủ không? Cho trải nghiệm để đủ. Hả? Không có, không cần phải đu. Bây giờ mình qua thăm cái cây này trước đi. Chơi, chơi đu heo. Đây nè. Chị có khe dễ thương quá kìa. Có chín cây luôn nè. Chín luôn nè. Ai hái nè. Hái
ai hái tùy. Phá trinh, phá trinh nghe ghê quá. Rồi chị phá đi. Phá trinh đi. Chị đừng dừng lại. Còn một trái bên kia nữa phải bẻ luôn, mình vô mình ăn luôn. Mình đem đi xíu đi suối bên đây ăn luôn chị. Bẻ quá chứ đâu bẻ nữa. Ở đây mình có chân dây nha. Ở chân dây nghe mùi thơm hả? Cà tím nha, cà tím nha. Cà tím kìa, nói như là nhảy bự rồi. Ờ, cà phạ. Ấy cà tím. Ờ, mẹ ăn cái là khóc luôn. Anh đi có lộn đói lộn nhiều. Anh vắng lại đi cho chị bé kìa. Đáng lẽ à. Wow. Đu đủ 9 cây. Trời. Quá đã luôn, quá đã luôn. Món làm cành đào mọi người ơi. Trời ơi, đủ 9 cây nè. Cá khô cái không biết chính chưa? À vậy chính là mềm rồi. Tè lé không me rồi. Đây đáng là bánh vườn rồi, tè lé không me rồi. Vui. Giữ gìn chút nào, giữ gìn chút nào để còn xài tiếp nè, đừng xài hao quá. Cái điểm nó không ít để dầu độc nó. Chuồng ủ có cây mâm cầu gai nữa nè. Có qua mướp rồi bí đao. Nè ăn lấy xài đi. Rất đùng đúng là em khóc luôn á. Khoai mì không? Nhổ khoai mì nè. Nhổ khoai mì luộc luôn nè. Ôi nhổ khoai mì luộc kìa. Có khoai mì luôn. Bỏ luôn. Khoai mì ngon lắm. Bỏ luôn. Nó thơm. Rồi đây. Nhà tụi con. Bỏ. Mà ăn đi. Nè. Đó đầy đủ. Nè giao rồi con. Đó. Mẹ. Khoai mì nhỏ được chưa bà bác? Được. Em luôn anh. Nhưng mà quan trọng nó cũ không á. Đó kìa đó. Thử chỗ đây đi con. Đừng nhổ đi chứ. Nhổ phải rồi. Nhổ phải. Mẹ làm dây chuyền. Ơi sao đang nhổ nguyên cây vậy? Nhổ khoai đào. Đây là dây chuyền, em làm dây chuyền nè. Nhổ khoai đi. Ơi nhổ kìa, nhổ rồi kìa. Nhổ đi. Cái giúp nó sâu lắm nha, chật chật chân nha tụi con. Đây, bỏ củ mà củ. Để củ ra. Anh cứ từng cẩn thận nha. Mọi người cứ dừng nha. Một củ đầu tiên. Nghe củ chưa anh đây nè. Có mày. Có mày đẹp nè em ơi. Kìa. Đó. Bẻ đi. Rồi vô lên con cái củ bự cỡ nào anh? Củ. Bẻ chưa đứt đầu đứt đi. Còn không? Thì đứt củ không? Kìa. Đó có chứ. Có chứ. Có chứ. Có chứ. Có chứ. Ê, có ai được không? Có ai được không mọi người ơi? Đây nè. Trời ơi, kìa kìa. Ủa tiếng nha. Ủa anh sao lùng mặt vậy? Cái cũ anh em ơi, cái cũ anh em ừ mà. Chị có thêm chủ ngữ, vị ngữ đó người ta. Cũ phải mày. Con tiếng dài quá. Dài bốn quá. Rồi. Dạ. Mọi người đói bụng chưa? Dạ đây. Bây giờ một rồi mình ăn cái này, hai là ăn cái kia. Đây. Mưa nhiễu. Dọn anh, dọn. Cái này đâu, cái này vừa mập vừa dài luôn nè. Vừa mập vừa dài. Chị em đúng không có cái này đâu. Bây giờ cái này nước mắm ngon, nước mắm vừa là ngán không? Thôi mẹ ơi. Còn mấy cái mới hoa à. Xin mọi người nhớ bánh bài với con nghệ trên suối không? Được á, ơi phụ bà chưa? Bây giờ chắc chắn là có nước nhiều rồi. Đây nè, đây nè, mấy cái nồi là lò nghệ. Xin mời mọi người. Anh sẽ thương ngon mà. Đây, chị Linh đến từ Australia. What's it?
trò gia đình mình cứ ngồi ăn đi nha. Chào cả nhà, thì hiện tại là buổi tối. Thì gia đình Nhi có mở một tiệc nướng để chiêu đãi mấy anh chị với bà chị ở phương xa đến thăm. Bà Bá nè, bà Bá đang nướng thịt, nướng gà, nướng thịt với nướng ếch. Đó. Hôm nay gia đình Duy nói chung là chiêu đãi các cháu cũng hâm mộ tới, coi như là sẵn đi du lịch Phú Quốc rồi ghé nhà bà Bá thăm bà Bá. Quảng cáo tour là chùm con luôn cha. Rồi, nếu là... đây là khách hàng của Hoàng Trọng Tiến. Nếu đi du lịch Phú Quốc thì hãy liên hệ với số điện thoại ở trên đây. Nhưng mà cũng coi đừng quên coi như là liên hệ với bà Bá đi nướng đồ ăn nha. Nướng dạo, bà Bá nướng dạo rồi. Nướng dạo. Bà Bá có kinh nghiệm nướng thịt với lâu lắm rồi chị, ngày xưa bán cơm á. Rồi cơm mẹ Mai. Rồi đây nè, mẹ Mai thì có làm một dĩa cơm chiên gà. Càng cuốt hả? Đây. Nói gì con chưa nghe. Dĩa cơm chiên gà. Hấp dẫn. Đây, ở đây mình sẽ bếp bên Nam đang làm ngọt xoài. Xoài này. Xoài này xoài lụm nha mọi người. Xoài lụm, xoài lụm. Thì lụm mà nó ngon đó, nó không bị dập đâu, để là dập thì bỏ không lấy. Sau khi Di và anh Tiến đưa đoàn đi suối đá bàn thì sau đó cho mọi người về nghỉ ngơi, sau đó là ghé vào nhà Di mình ăn tiệc nướng. Thì đáng lẽ là tối nay là sẽ nướng chuột đó mọi người, nướng chuột, nhưng mà chuột không có thì cho nên là Di đãi mấy anh chị là ếch với cánh gà. Mọi người ai nói ăn trước đi nha. Cái gì ăn đi. Ủa này là không chín hay là chín gì vậy? Chín rồi. Ngon quá. Cho em vài phút phỏng vấn mọi người là đi đoàn của em, đi tour của em thì cảm giác như thế nào? Đầu tiên là chị Linh đi. Không hài lòng. Không hài lòng tại sao? Không có trai. Không có trai nên không hài lòng. Đi đâu cũng đạo quá, không có đủ giờ. Giờ tới chị Liên. Nói chung là được trải nghiệm một cái cảm giác mà bút tu ngoài thì không thể nào mà có được. Nói vậy là đủ hiểu rồi đó. Con ngắn gọn đúng không? Rồi, không, con chỉ cần ăn thôi, không cần nói gì hết. Ngon, 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 ngon. Con thích không? Con thích không? Ngon nè. Dạ. Ngon. Rồi được rồi. Rồi anh ơi, nói chung là cái tour này là cũng không ngờ mà nó hấp dẫn và tuyệt vời như vậy. Mọi từ đồ ăn đến khách sạn và những cái dân dã mà như ví dụ như là mình đi biển á thì mình đâu có nghĩ là mình đâu có thể nào mình nghĩ tới là sập lên núi để mình lên thác tắm suối đồ. Nói chung là mọi chuyện là rất ok. Nhớ ghé nhà của bạn này nha. Số điện thoại, số điện thoại. Số điện thoại, số điện thoại. Anh chỉ cần nói số điện thoại, anh chỉ đến đây cái màu này em đưa số điện thoại vô liền. Đó, dạ. Nhớ liên hệ với bạn này nha. Rồi anh Nhật cho em xin bình luận. Cảm giác anh... rất là tuyệt vời. Nói chung là đi biển được tắm suối là ok. Tắm suối được em vô rừng là ok. Vô rừng có ai mà đi biển mà
được gom vô nè, vừa về được về miền Tây luôn nè, đi lượm trái cây nè, được tắm suối nè, được đi vô rừng nè. Rồi em xin cảm ơn anh chị đã. Đây đây cái cây này, đây cái cây này. Hái từ trên cây nè, và những cái cây này nè nó mình lượm ra vườn đó, mình lượm nha. Đây đây rất là ngon nha. Đó. Hỏi nha, hỏi vườn nha mọi người. Đây 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 trái xoài đây nè. Có nhiều cái cuốn là tự động nó rụng nè. Đó, thấy không? Da cám ra ngoài cực kỳ ngon luôn nha. Nhưng cái này cứ đến đây là cái này cái ra vườn lụm nha. Mày phải đi đúng mùa, đi đúng mùa mới có lụm. Đi đúng mùa mới có lụm. Đây, bên anh ra luôn. Bên anh đem chú giác ra. Anh chị chú ăn đi, đừng có chờ nữa. Ba mẹ em cứ ăn đi. Cảm ơn cả nhà đã xem video này của Di. Thì hy vọng là quý chú anh chị các bạn, nếu mà tương lai tôi muốn đi du lịch Phú Quốc, hãy đi tour của Di và anh Tiến. Rồi anh Tiến, hãy vô em. Hãy vô ngồi đi. Ba mẹ em nghĩ á, hay là cứ kể à, đi đi em đi. Thật sự tuyệt tình.